Xin chào các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích video. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Mời các bạn nghe truyện Thê Vi Thượng, giọng đọc Lãm, chương 18. Mộ Hàm Chương không chịu, hiếp mắt suy nghĩ một lát. Ngươi không nói, ta cũng biết. Gì cơ? Cảnh Thiều nhìn cái ánh mắt đầy ý cười y hệt như mèo nhỏ làm chuyện xấu, cảm thấy tim gan gì cũng đừng ngứa ngáy. Tất nhiên là ngươi nói với phụ hoàng rằng mình bất lực, có tái giá cũng dọa đến người khác rồi. Mộ Hàm Chương nhẹ giọng ghé vào tai y nói nhỏ. Cảnh Thiều ngây ngốc nha, nheo nheo cái mắt tỏ vẻ nguy hiểm. Ngươi nghĩ ta vậy sao? Ta chỉ đoán. Mộ Hàm Chương chưa kịp nói xong đã bị người ta mạnh mẽ kéo vạt áo ra. Một mảnh ấm áp chợt phủ lên trước ngực, cảm giác đau nhói qua đi chính là sung sướng khó nói thành lời, làm y than nhẹ một tiếng. Cảnh Thiều buông cái vật nhỏ đáng thương trong miệng ra, áp hai tay của cái người dưới thân muốn dãy dụa lên đỉnh đầu. Bổn vương có bất lực hay không, bây giờ cho ngươi tự kiểm chứng. Đừng có lộn xộn, buổi chiều còn đi thăm Chu đại ca. Mộ Hàm Chương thấy Cảnh Thiều làm thật thì muốn lùi về phía sau, nhưng người phía trên hiển nhiên không muốn tha cho y. Mặc kệ vương phi nhà mình đã biết mình không có bất lực, nhưng Cảnh Thiều vẫn chấp nhất muốn chứng minh khả năng, vì thế một buổi trưa đã biến thành bị gây sức ép. Mộ Hàm Chương thì chẳng biết làm gì ngoài cái việc nắm chặt gối đầu, người phía trên thì cứ liên tục mà làm y phải ngượng cổ về phía sau, hai chân thon đặt ở thắt lưng của Cảnh Thiều không khống chế được mà rung lên nhẹ nhẹ. Cảnh Thiều dừng lại động tác, hướng về phía trước hôn hôn cái đôi môi hé mở. Đợi người dưới thân bình tĩnh lại thì chậm rãi mà lui ra đến lối vào, sau đó lại mạnh mẽ tiến vào thật sâu. Hắn cứ nhanh chậm luân phi như vậy mãi, đến lúc cái đôi mắt đẹp nổi lên một cái tầng lệ mỏng, người trong ngực vẫn còn không ngừng run rẩy. Cảnh Thiều hôn đi cái giọt lệ cuối cùng kia rơi xuống, vỗ về đỉnh đầu của y. Hai người đắm chìm trong cái dư vị tuyệt vời một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần. Sao, biết lợi hại rồi chứ? Cảnh Thiều cười khẽ, khẽ cắn lên cái chỗ xương quai xanh xinh đẹp kia. Mộ Hàm Chương tức giận, trừng hắn không có thèm tính toán. Vào cái loại thời điểm này, cho dù mình nói gì thì hắn cũng sẽ lấy cớ để mà làm thêm lần nữa. Khóe mắt phím hồng, liếc một cái thật sự chẳng mang theo chút uy hiếp nào. Cảnh Thiều đắc ý, rồi mới chậm rãi lui ra. Mộ Hàm Chương nhíu mày mà thở phào, rốt cuộc là xảy ra cái chuyện gì, giờ nói được chưa? Cảnh Thiều nằm xuống, cười cười, kéo người vào trong lòng. Ngươi xem, ngay từ đầu hôn một cái có phải tốt hay không, còn làm ta phí sức lớn như vậy. Nói xong còn vươn tay vỗ vỗ vào cái mông mềm kia nữa. Mộ Hàm Chương bị hắn sờ sờ mà đỏ mặt, nắm cái tay kia ném ra, xoay người sang cái chỗ khác không có để ý hắn. Cảnh Thiều ôm y từ phía sau, sợ là vương phi nhà mình buồn bực thì mình đêm nay phải ngủ với tiểu hoàng rồi, liền thành thật. Được rồi, không đùa với ngươi nữa. Chôn mũi nơi hõm cổ người trong ngực, tham lam hít vào mùi vị thơm ngát của y, nói chuyện ở trên triều hôm nay. Ngươi nói, phong hầu cho ta. Mộ Hàm Chương trố mắt chậm rãi nói, đúng nha, phong hào chưa định, để ca ca chọn một cái hợp tính ngươi, nhưng nhất định nghe phải uy phong hơn cả Bắc Uy Hầu. Cảnh Thiều đắc ý mà nói, phong hầu nghĩa là về sau y có tư cách vào triều, nghĩa là tài hoa của y được người người công nhận. Còn nghĩa là khi phụ thân mất đi thì y có thể đưa mẫu thân vào phủ làm lão phu nhân. Gả cho thành vương không thể thi hội, vốn tưởng cả đời này sẽ như vậy. Sau này có ghi trong sử sách thì cũng chỉ là một thành vương phi phụ thuộc vào người khác, lại không ngờ cũng có một lúc thay đổi. Tuy sau khi cùng Cảnh Thiều tâm ý tương thông, Mộ Hàm Chương không còn chấp nhất với cái chuyện khoa cử nữa. Nhưng thân làm nam tử, có ai lại không muốn kiến công lập nghiệp, lưu danh sử sách đâu. Cảnh Thiều nói nửa ngày mới phát hiện người trong lòng không hề đáp lại, liền say bờ vai của y mà thì thấy vương phi nhà mình chôn mặt trong gối đầu mà trộm cười. Nhìn quân thanh như vậy, Cảnh Thiều cũng không nhịn được mà cong cái khóe miệng lên, trong lòng một hồi mệt mỏi dâng lên. Quân thanh của hắn vốn có tài, có thể được phong hầu, lại mấy lần bị người khác hãm hại. Vốn là muốn quấn lấy y một lần nữa, cõi nhức mỏi lại dâng lên áp chế lửa nóng. Hắn ôm người vào trong lòng ngực. Chờ phong hào xong, ta cho người đổi biển phụ thành, hầu phụ thành vương nha. Ừ, Mộ Hàm Chương lên tiếng. À còn có, sửa tay quyển, thành vườn ngắm cảnh, sau đó tiểu hoàng,
cũng có chỗ để săn thú. Cảnh Thìa kéo tay y, chọc chọc cái ngón tay trắng mềm tính toán. Mộ Hàm Chương nhướng mày, hẳn là sửa tay quyển thành sân cho hầu gia mới đúng chứ, không thì cũng đổi thành khách khách, sao lại là thành vườn thú hử? Nhưng mà Cảnh Thiều đang nói đến rất là cao hứng, y cũng sẽ không có vạch trần hắn. Ngày 15, Tết Nguyên Tiêu. Ngày này không cần vào triều, Cảnh Thiều ôm vương phi nhà mình, ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, mãi đến khi Tiểu Hoàng đè tỉnh mới thôi. Tiểu Hoàng nằm ở trên giường, nghiêng đầu nhìn hai người trong chốc lát, ngồi xổm xuống rồi nhảy lên. Nhảy lên giường lớn, Tiểu Hoàng nghiêng đầu cọ cọ hai bên má của Mộ Hàm Chương, sau đó liền nằm úp sấp ở trên ngực của Cảnh Thiều. Thật là một khắc cũng không yên được mà. Cảnh Thiều ngồi dậy, đẩy lão hổ trên người mình xuống. Không chừng tháng sau là ca ca đi Giang Nam rồi, đến lúc đó Tống Mi tới Thiệp Thủy Viên luôn, cho Cố Hoài Khanh nuôi cho rồi. Mộ Hàm Chương cũng ngồi dậy, nhéo nhéo hai cái tai hổ nhỏ. Tiểu Hoàng lắc lắc đầu rồi nằm ngửa ra, hướng phía y nhỏ giọng kêu: nhưng mà nếu một năm rưỡi không ở bên cạnh nó sẽ quên ta. Nửa năm nay có tiểu hổ ở bên cạnh mỗi ngày cũng đã thành quen, giờ đem cho Hoài Nam Vương thì thật không nỡ. Ta tùy tiện nói mà thôi. Thấy vương phi nhà mình khó xử, Cảnh Thiều lập tức mềm lòng, vội vàng sửa lại. Hai người rửa mặt, chải đầu chỉnh tề. Bởi vì chiều nay có cung yến nên nhân lúc này đi hồi vị lâu. Hôm qua có việc, Cảnh Thiều thuận miệng giải thích. Hôm nay không vào triều, Tiêu Thị Lan không tới giúp sao? Hôm nay trong kinh thành có hội đèn lồng, xin ý tủ lâu tất nhiên là tốt. Lúc này khách tới ăn trưa còn chưa tới. Chu lão bản mặc một cái bộ xiêm y màu hồng nhạt, bưng một cái nồi bánh nguyên tiêu tới. Khó có được một ngày nghỉ, cho nên để hắn ở nhà ngủ nhiều một chút. Chu Cẩn cười cười, bảo Tiểu Nhị bưng ra hai cái chén. Nghe nói hôm qua Vịnh Sương Bá về nhà đập bể một cái chén. Vịnh Sương Bá phu nhân nói muốn tìm hoàng hậu nói lý lẽ đó. Chu Cẩn cười nói chuyện ngày hôm qua hắn nghe được. Mộ Hàm Chương cắn một cái ngụm bánh. Hôm nay không thể vào cung được rồi, chiều có cung yến. Vịnh Sương Bá phu nhân này nổi tiếng bấm riết không tha. Vương gia đánh Vịnh Sương Bá sợ là sẽ mang thù cả nửa năm đó. Chu Cẩn lắc lắc đầu. Hôm nay không vào được cung thì ngày mai nhất định đi. Hơn nữa còn đi nửa ngày nữa ấy chứ. Cảnh Thiều không để bụng, một bà vợ thì làm nên sóng gió gì. Mộ Hàm Chương ngược lại nhớ kỹ cái chuyện này, không có nói gì thêm mà đem một đôi tỳ hưu mang từ Đông Nam về đưa cho Chu Cẩn, chúc phúc hai vợ chồng. Hai cái tỳ hưu lớn cỡ cái quả trứng gà vừa vặn mang ở bên hông, màu sắc ánh sáng đều rất là đẹp. Chu Cẩn sảng khoái mà nhận, tặng lại cho bọn họ một cái vò tử hàm. Cung yến buổi chiều ngày 15 này là một buổi gia yến, không tổ chức quá long trọng mà chỉ có hai đời hoàng thân mới có thể tham gia. Hoàng hậu ngồi ở trên cao, một thân phượng bào diễm sắc cao quý, lại lạnh mặt nhìn phu phu hai người nắm tay tới. Vốn nữ quyến phải ngồi ở bên phải, nhưng Mộ Hàm Chương là nam tử nên ngồi cùng Cảnh Thiều ở bàn thứ hai bên trái. Bàn thứ nhất là Duệ Vương Cảnh Sâm. Ba nam tử mặc hoa phục ngồi cùng một chỗ, dù không nói chuyện nhiều nhưng lại rất là có khí thế. Trái lại, tứ hoàng tử Cảnh Du ngồi một mình ở cái bàn thứ ba, buồn rầu không mở miệng, lại mang cái vẻ yếu thế. Một đôi mày liễu nhíu lại, để thành vương cưới Nam Phi, vốn là để huynh đệ bọn nó phản bội nhau. Kết quả Cảnh Thiều không hề oán hận huynh trưởng mà còn sủng ái chính phi, bây giờ còn sắp phong hầu. Đúng là lần này giúp Cảnh Sâm kia tới hai lần rồi. Cung yến bắt đầu, Hoành Chính Đế ngồi ở chủ vị uống rượu. Mọi biểu tình của hoàng hậu đều thu vào mắt, trong lòng không khỏi cười nhạo. Nhiều năm như vậy vẫn không làm được một món ăn. Ông lại nhớ tới nguyên hoàng hậu đoan trang hiền lành năm đó, Tết Nguyên Tiêu năm nào cũng sẽ tự tay nấu một cái nồi bánh nguyên tiêu, mấy huynh đệ ngồi chung một bàn mà chia thức ăn. Cảnh Thiều nghịch ngợm nhất, ăn một chén còn muốn nữa. Nguyên hoàng hậu không có nấu dư thì Cảnh Sâm sẽ đưa của mình cho đệ đệ. Nhìn cung yến bây giờ lạnh lẽo, đế vương cảm thấy cô tịch không khỏi thở dài. Theo lệ thường, buổi chiều ở với hoàng hậu, Hoành Chính Đế uống nhiều một chút, vừa vào Phượng Nghi Cung đã muốn tắm rửa đi ngủ. Hoàng hậu tự mình hầu hạ hoàng thượng thay y phục, do dự mãi rồi không nhịn được mà mở miệng: hoàng thượng, thần thiếp không có biết là có nên nhiều lời cái việc triều chính hay không, nhưng mà Cảnh Thiều hiện giờ còn chưa có con nói dòng. Nếu như phong hầu cho thành vương phi thì về sau không thể nạp thiếp, một đứa con cũng không có thì làm sao cho tốt đây.
Hoành Chính Đế không có nhìn đến cái vẻ mặt của hoàng hậu lúc này, chặn bằng tay nàng muốn tự mình tháo đai lưng. Cảnh Thiều không thích nữ nhân, nàng có cho nó một cái viện đầy tiểu thiếp cũng vô dụng. Thành vương phủ trước kia không ít thiếp thất, nhưng mà có một đứa con nào đâu. Khi đó tuổi nó còn nhỏ, người xem cảnh vô bây giờ đã đại hôn được nửa năm mà vẫn không có động tình gì đó sao? Sau đó lại cẩn thận mà tìm từ. Huống chi phong tước cho vương phi trước nay chưa hề có, nếu hắn muốn vào triều sau này thì phải làm sao? Được rồi, Hoành Chính Đế chỉ thấy đau đầu mà ông không kiên nhẫn ngắt lời hoàng hậu. Nàng nói trẫm nghe không hiểu, chuyện triều chính trẫm đều có thể lo liệu, không cần nàng phải nhọc công này nọ. Hoàng thượng thứ tội. Kế hoàng hậu vội vàng hành lễ, thần thiếp. Nàng không phải không muốn phong tước cho thành vương phi à? Hoành Chính Đế cởi trung y vứt ra trên mặt bàn. Còn không phải hảo nhi tử của nàng nháo đến nỗi phải phong hầu cho vương phi luôn sao? Hoàng thượng. Kế hoàng hậu nghe xong lời này thì sững sờ không biết nên nói gì. Quả nhiên là mình đoán sai thánh ý sao? Vậy trước kia vì sao hoàng thượng khi nghe tin chiến thắng lại thở dài? Cuối cùng nàng còn chút lý trí, biết rằng lời này trăm triệu lần không thể hỏi. Hoành Chính Đế liếc nàng một cái. Sự kiện hộ bộ tham ô quân lương lần trước liên lụy rất lớn, nhưng vẫn không có tra ra được gì thêm. Tuy nhiên chứng cứ phạm tội đều âm thầm hướng về tứ hoàng tử. Từ khi ngài trừng trị cái đám quan viên phế vật kia thì hoàng hậu và Cảnh Du dường như nôn nóng hơn nhiều. Trước kia khi nhắc tới Cảnh Thiều đều là khen cùng khuyên nhủ, hiện giờ đã càng ngày càng mắng mỏ càng rõ ràng. Kế hoàng hậu phục hồi tinh thần, trộm nhìn cái vẻ mặt của hoàng thượng, trong lòng không khỏi sợ hãi, vội vàng sửa lời, là thần thiếp hồ đồ. Nói xong còn làm đại lễ. Hoành Chính Đế không để ý tới, ngồi xuống giường. Kế hoàng hậu vội vàng đứng dậy theo. Nhóm cung nhân từ lúc hai người tranh chấp cũng đã lui ra ngoài. Nàng nửa quỳ nửa cởi giày cho hoàng thượng, mang theo chút nức nở nói, thần thiếp chỉ là nữ tắc, mỗi ngày chỉ dám lo con nói dòng nói dỗi cho hoàng thượng. Cảnh Du còn nhỏ, chưa có một nhi tử nào, nên mới mong ba huynh trưởng của nó có thể vì hoàng thất mà khai chi tán nghiệp, vạn lần không có ngờ sẽ ảnh hưởng tới triều đình. Hoành Chính Đế không có nói, cũng không biết là có nghe vào hay không nữa. Đệ đệ của thần thiếp không biết là nghe ai nói thành vương phi chống đối thần thiếp, lại không biết vương phi theo quân danh là hoàng thượng phê chuẩn, lúc ấy mới lấy lý do như vậy. Hoàng thượng xin đừng cùng hắn chấp nhặt. Hoàng hậu nói xong thì rút khăn tay ra mà lau nước mắt. Đứng lên đi. Thanh âm của Hoành Chính Đế lúc này không có biến quá gì, không nghe ra được vui hay giận. Việc này dừng tại đây, về sau Cảnh Du chớ có mà xuất loạn chủ ý. Dù sao cũng là hoàng hậu, cũng phải cho nàng vài phần thể diện. Kế hoàng hậu vội thấp giọng đáp lại, lúc đứng lên cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Ngày hôm sau Cảnh Thiều chờ tới trưa mới tự mình mang theo xe ngựa đi phủ Bắc Uy Hầu đón Khâu Thị. Quân Thanh tối qua uống hơi nhiều nên sáng nay đau họng, không có chịu uống thuốc, lại đòi ăn mứt lê mẫu thân làm. Cảnh Thiều mang cái vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng trong lời nói thì tràn ngập cưng chiều. Thân thể y không có thoải mái, bổn vương liền tự muốn đến đón Trắc phu nhân qua phủ một chuyến. Mứt lê trị đau họng này phải ăn khi còn nóng, làm xong mang đi thì không còn có tác dụng. Và lại Khâu Thị bây giờ đã là tiểu thiếp, có thể xuất môn ra ngoài. Nói đến như vậy thì Bắc Uy Hầu hiển nhiên sẽ không ngăn lại. Chính là hiểu biết về cái mức độ sủng ái của Mộ Hàm Chương lại được nâng lên một bậc nữa. Cảnh Thiều y theo lời dặn của vương phi nhà mình mà nói, cho nên vô cùng thuận lợi mà tiếp Khâu Thị lên xe ngựa. Đây là lần đầu tiên Khâu Thị gặp Cảnh Thiều. Trước đây vì đủ loại tin đồn mà cho rằng hắn là một tráng hán thô lỗ, không ngờ lại anh tuấn, khí chất thanh quý như vậy. Kiến quá thành vương điện hạ. Khâu Thị tiến lên hành lễ, còn chưa kịp cúi người đã được Cảnh Thiều đỡ lại. Chung quanh xe ngựa đều là người của phủ Bắc Uy Hầu. Cảnh Thiều cũng không tiện nói gì nên cười nói, người một nhà hà tất phải nghi thức rườm rà như vậy, phu nhân lên xe đi thôi. Bắc Uy Hầu nhìn xe ngựa đi xa, màu sắc âm trầm. Tứ hoàng tử lấy cái chuyện Mộ Linh Bảo thành phế nhân uy hiếp để ông có thể làm nội ứng cho bọn họ, nhưng còn con thứ của ông thì lại gả cho thành vương. Phe tứ hoàng tử sao có thể tin tưởng chứ? Đơn giản là chỉ muốn lợi dụng mà thôi. Rơi vào đường cùng, ông chỉ có thể cáo ốm ở nhà. Hiện giờ việc thành vương phi được phong hầu đã truyền khắp kinh thành,
phe cánh tứ hoàng tử chẳng được lợi gì, mà sủng ái của Thành Vương đối với Mộ Hàm Chương cũng không hề giảm bớt. Thế trận tranh quyền đoạt vị đã sắp hình thành, có muốn bo bo giữ mình nữa cũng chỉ là si tâm vọng tưởng. Trưởng tử đã tàn phế, tôn tử lại tuổi còn nhỏ. Nếu như muốn bảo trụ phụ Bắc Uy Hầu thì có nước dựa vào đứa con thứ này mà thôi. Mộ Tấn thở dài, lập trường của mình về sau phải kiên định hơn nữa. Hàm Chương, nghe nói con không khỏe sao? Mâu Thị xuống xe đã nhìn thấy nhi tử đứng chờ trước cửa, không khỏi nhíu mày, vội vàng khuyên y về phòng. Mẹ, con không sao, hôm nay là để xem cho người đó. Mộ Hàm Chương bật cười, đỡ mẫu thân vào. Ta, Khâu Thị nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn Thành Vương một bên. Mẹ yên tâm, vương gia đã an bài cả rồi. Mộ Hàm Chương biết nàng lo lắng cái gì, liền vội vàng trấn an. Đúng vậy mẹ à, Cảnh Thiều đi theo phụ họa. Khâu Thị và Mộ Hàm Chương nghe vậy thì đều sửng sốt. Cảnh Thiều thân là thân vương, đừng nói là một tiểu thiếp Khâu Thị, cho dù là Bắc Uy Hầu phu nhân cũng không nhận nổi một cái chữ mẹ này của hắn. Điện hạ, người sao có thể nói như vậy được? Khâu Thị vội vàng hành lễ, lại đột nhiên thấy choáng váng. Mẹ! Mộ Hàm Chương hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy mẫu thân. Để ta! Cảnh Thiều ôm nhạc mẫu tới, nhanh chóng vào nhà đặt ở trên giường, rồi mới xây người ra ngoài cho người gọi Khương Thái Y tới. Cách một bức bình phong xem mạch, Khương Thái Y trầm ngâm một lát rồi nói: phu nhân mang thai chưa được 3 tháng, tuổi đã lớn, nếu tinh thần không yên thì sẽ dễ ván đầu, vẫn nên tĩnh dưỡng cho tốt. Khâu Thị hôm nay được vương gia tự mình đón, liền vô cùng khẩn trương. Mỗi lần nhi tử trở về đều bảo nàng rằng vương gia rất là tốt, nhưng rốt cuộc không mắt thấy thì nàng khó mà tin tưởng. Rồi còn cái chuyện thế tử cùng phu nhân, nàng chỉ sợ đem lại phiền phức cho nhi tử mình. Cảnh Thiều nhận cái phương thuốc an thai cho Vân Tùng đi lấy, lại bảo Khương Thái Y giữ kín cái chuyện này, sau đó mới trở về. Hắn là như vậy đó, nói chuyện làm việc đều nghĩ sao làm vậy. Nghe giọng nói Mộ Hàm Chương ôm nhuận dễ chịu từ trong tuyền tới, Cảnh Thiều nhẹ chân muốn nghe trộm xem vương phi nói thế nào về mình. Hắn gọi một tiếng mẹ chính thật sự là tôn trọng người đó, đừng nghĩ nhiều. Nhưng mà dù sao cũng là hoàng thân, cho dù là ở vương phụ cũng phải nói chuyện cẩn thận một chút. Cảnh Thiều cong môi, lời này nghe thật quen tai nha, Quân Thanh cũng từng nhắc nhở hắn như vậy. Con quên lời mẹ dặn trước đây rồi sao? Cho dù vương gia đối tốt với con thì cũng không có thể kiêu ngạo, quy củ không thể quên. Lời nói Khâu Thị vẫn tràn ngập lo lắng. Hiện giờ hai người đều trẻ tuổi, vả lại tân hôn chưa quá một năm, hiển nhiên sẽ sủng ái mọi bề. Nhưng thanh xuân qua mau, một khi mất đi phần thiên vị này thì sai lầm trước kia sẽ bị lôi ra nói lại. Cảnh Thiều nghe không nổi nữa, nhấc chân mà đi vào, trước mặt nhạc mẫu nắm lấy bàn tay của vương phi nhà mình ôm vào ngực. Mẹ, người yên tâm đi, Cảnh Thiều con cả đời này sẽ không nạp thiếp, cả đời này sẽ chỉ có mình y, người là mẫu thân của Quân Thanh thì hiển nhiên con gọi là mẹ cũng là đương nhiên mà. Từng tiếng một nói ra thật khí phách, Khâu Thị hơi giật mình mà nhìn Cảnh Thiều, không nghĩ ra Thành Vương vậy mà sẽ nói ra những cái lời này. Mộ Hàm Chương vội né tránh, tai có chút phím hồng, ngay ở trước mắt của mẫu thân mà lại thân mật như vậy, thật là thẹn thùng. Nhưng mà không có gỡ bàn tay kia ra. Mâu Thị nhìn thật lâu, sau đó mới chậm rãi tươi cười. Nữ tử giang nam mang theo dịu dàng nhu hòa, lại phản phất có chút lạnh lẽo khéo léo. Đôi mắt tương tự Mộ Hàm Chương kia cũng nổi lên ý cười. Cùng lúc đó, Vĩnh Sương bá phu nhân ở nhà nổi giận 2 ngày, cuối cùng cũng không có nhịn được mà tiến cung. Nương nương, lão gia tốt xấu gì cũng là quốc cũ, điện hạ cứ đẩy mọi việc cho cũ cũ như thế, ngộ nhỡ hoàng thượng trách tội thì chẳng phải phụ Vĩnh Sương bá phải gánh hết sao? Vĩnh Sương bá phu nhân vừa gặp hoàng hậu đã bắt đầu khóc lóc kể lể. Tối qua kế hoàng hậu lo lắng đề phòng một đêm, sắc mặt vốn đã không tốt, lại nghe tiếng khóc sướt mướt thì chỉ cảm thấy đau đầu. Cảnh Du còn không phải là để cũ cũ nó lập công đầu sao? Chuyện triều chính vốn không thể đoán trước được, sợ đến rúm rười đó thì làm sao mà thành đại sự. Điện hạ biết rõ hoàng thượng đã sớm cho phép Thành Vương phi theo quân, tội gì còn để cụ cũ ngài ra mạo hiểm như vậy? Vĩnh Sương bá phu nhân nghe xong không khỏi thêm giận. Nhưng mà người trước mặt không chỉ là cô tỷ mà còn là hoàng hậu, nên chỉ đành kìm lại buồn bực tiếp tục kể lể. Chuyện đã rồi, ngươi còn theo ta khóc lóc thì có lợi ích gì?
Kế hoàng hậu nghe như vậy thì càng thêm phiền, cầm cái chén trà đặt mạnh ở trên bàn. Nương nương! Vĩnh Sương Bá phu nhân rụt cổ, đảo mắt một vòng, nắm chặt khăn nói. Lão gia bị Thành Vương đánh đến bầm cả mắt rồi, nói thế nào cũng không có chịu xuống giường. Ông ấy thân là đệ đệ của nương nương, Thành Vương lại đánh ông ấy, không phải chính là đánh vào mặt của nương nương đó sao? Nói xong lại khóc lên, còn liên miên cằn nhằn hôm nay Vĩnh Sương Bá ôm cái mắt bầm xanh vào triều. Vĩnh Sương Bá tốt xấu gì cũng là trưởng bối, vậy mà Thành Vương cũng không có nửa câu tạ lỗi, hoàng thượng cũng không có thèm để ý tới. Vĩnh Sương Bá vốn tước vị không cao, như vậy rồi mà nhà công hầu còn ai để ý tới phụ Vĩnh Sương Bá nữa, tứ hoàng tử cũng sẽ bị xem nhẹ thôi. Hoàng hậu nghe như vậy thì thành một cái bụng tức giận, nhưng mà hoàng thượng bây giờ đã không vừa mắt Cảnh Du rồi, chuyện tối qua trong lòng nàng còn sợ hãi đây này, vẫn nên thành thật một thời gian nữa đi. Nhưng mà cái chuyện này thật sự nuốt không có trôi, trầm mặc một lát lại đột nhiên lạnh lùng nói, người khóc với ta thì có ích gì, có bản lĩnh ngươi đi khóc với thái hậu ấy, tới trước điện hướng liệt tổ liệt tông mà khóc. Vĩnh Sương Bá phu nhân sửng sốt, ý của nương nương là bổn cung quản hậu cung đã đủ bận rộn lắm rồi, quản không được mấy cái chuyện này. Hoàng hậu khoát tay cho cung nhân tiễn khách. Thái hậu là biểu cô của Vĩnh Sương Bá phu nhân, không phải là hoàng hậu của tiên đế, cũng không phải là thân sinh của hoàng thượng, mà là khi hoành chính đế đăng cơ cần có một vị thái hậu, liền chọn cái vị phi tần xuất thân tương đối cao này còn sống. Vì vậy mà cái vị thái hậu kia luôn mặc kệ chính sự. Nhưng mà thân phận cao như vậy, nếu Vĩnh Sương Bá phu nhân đi khóc lóc kể lể sẽ có thể vào tay được hoàng thượng. Một lần không được thì mỗi ngày đều khóc, hoàng thượng dù sao cũng phải nể mặt chứ. Nghĩ xong, Vĩnh Sương Bá phu nhân quyết định đi tới cung của thái hậu. Hoàng hậu ngồi lặng lặng một lát mới hung hăng vứt cái chén trà trong tay đi. Thật là tức giận, nhân mạch của Cảnh Du khó khăn lắm mới tích góp được từng chút một, lại bị cái việc hội bội tham ô làm cho tổn hại hơn phân nữa. Chuyện nhiều năm lại hủy hoại trong chốc lát, nàng làm sao có thể không nóng nảy được chứ. Nhưng mà với tình huống hiện tại thì phải nhịn xuống. Phượng Nghi Cung âm trầm thì trong phủ Thành Vương lại vui vẻ vô cùng. Nếu là con trai, ta cam đoan sẽ có thể làm cho nó kế thừa tước vị Bắc Uy Hầu. Cảnh Thiều cười đưa thuốc dưỡng thai cho Vương Phi nhà mình. Mầm Chương tiếp nhận thổi thổi, thử cái độ ấm xong rồi mới đưa cho mẫu thân. Khâu Thị lắc lắc đầu mà nói, ta không cần tước vị gì cả, chỉ mong có thể bình an sinh đứa nhỏ này ra mà thôi. Phù phù hai người liếc mắt nhìn nhau, bộ dáng Mộ Linh Bảo bây giờ mà để Bắc Uy Hầu phu nhân biết Khâu Thị mang thai, không biết sẽ có thể làm ra cái chuyện điên cuồng gì nữa. Mầm Chương nhíu mày, lát nữa con đưa mẫu thân về, con phải nói chuyện với phụ thân. Khâu Thị ở Thành Vương phủ đến chạng vạng mới trở về. Cảnh Thiều đem đồ đạc ban cho nữ quyến trong phủ đưa hết cho Nhạc Mẫu. Vương gia, mấy cái thứ này quá quý giá, ta không dùng được. Khâu Thị nhìn lén chén đĩa kim phùng trong tay, bất đắc dĩ mà nói, cái loại này chỉ có nhị phẩm phu nhân trở lên mới có thể dùng, nàng chỉ là một tam phẩm tiểu thiếp mà thôi. Không dùng được thì nhìn, hoặc là đi tặng cũng được, Thành Vương phủ không có nữ quyến, giữ lại cũng lãng phí. Cảnh Thiều không cho là đúng, kỳ thật dùng cũng không ai dám nói, dù sao cũng là đồ ngự thưởng, Thành Vương hoàn toàn có thể tặng cho người khác. Khâu Thị tươi cười mà lên xe ngựa, một hàm chương quay đầu nói với Cảnh Thiều, ta đi nói chuyện với phụ thân, ngươi ăn cơm chiều một mình đi. Cảnh Thiều đưa tay vén cái sợi tóc phất phơ trước mặt y, bất mãn mà nói, ta cũng đi. Mộ Hàm Chương bật cười, người ở đó thì không tiện để nói thẳng với phụ thân, dù sao cũng là việc xấu ở trong nhà mà, nói trước mặt của vương gia, Bắc Uy Hầu nói không chừng sẽ thẹn quá giận. Vậy được rồi, Cảnh Thiều đỡ Vương Phi nhà mình lên xe ngựa, ta đi nhà của ca ca để ăn ké cơm vậy, trễ một chút sẽ tới đón ngươi. Theo lý mà nói thì không nên ở nhà của người khác dùng cơm chiều. Tuy rằng Cảnh Sâm rất cao hứng cái việc đệ đệ tới nhà mình ăn cơm, nhưng mà trên mặt vẫn là răng dại mấy câu. Tối rồi mà còn chạy loạn, còn ra cái thể thống gì nữa. Con dâu về nhà mẹ đẻ, không ai quản đệ cả. Cảnh Thiều ngồi xuống ở trước mặt bàn cơm, đúng lý hợp tình mà nói. Cảnh Sâm bất đắc dĩ, cho người đem thêm một bộ chén đũa nó lên. Vệ Vương Phi còn ở cử, còn chưa có đủ tháng, mà thị thiếp lại không thể ăn chung bàn, nên Cảnh Sâm chỉ có thể ăn cơm một mình, có thêm đệ đệ thì náo nhiệt hơn nhiều. Hôm nay Vĩnh Sương Bá phu nhân đi Vĩnh Ninh Cung, Cảnh Sâm gọi người mang tới một cái bình rượu cùng đệ đệ uống vài chén.
Vĩnh Ninh Cung. Cảnh Thiều gặm một cái miếng chân gà, nghi hoặc mà ngẩng đầu. Thái hậu không màng chính sự, bà ấy vào đó làm gì? Khóc nháo, còn nói là Thành Vương đánh Vịnh Sương Bá, quanh co lòng vòng, nói cảnh gia, bạc đãi trung lương. Cảnh Sâm chậm rãi uống rượu. Để cho bà ta nháo đi, lời này mà vào tai phụ hoàng thì Vĩnh Sương Bá chịu sao nổi. Cảnh Thiều cười nhạo một tiếng. Người của kế hoàng hậu gần đây đều bị bò đá hết sao, ngu xuẩn. Bà ta tất nhiên không có nói thẳng. Cảnh Sâm lắc lắc đầu. Vị thái hậu này mặc dù không màng chính sự, nhưng thân phận thì vẫn vậy. Chuyện Vĩnh Sương Bá phu nhân vào đó khóc nháo sẽ rất nhanh truyền khắp kinh thành. Bà ta nhắc tới cái chuyện Vĩnh Sương Bá trước kia vì thái tổ mà giành quyền cũng chỉ được phong bá phong tước. Bây giờ Thành Vương đánh trung lương mà vương phi của hắn còn được phong hầu, thế gian này nào có đạo lý như vậy. Nói trắng ra thì bà ta chẳng chịu được cái việc mà phong hầu của Quân Thanh thôi. Cảnh Thiều tức giận ngẫm lại cái nụ cười thanh thuần của Quân Thanh hôm qua, tước vị này nói thế nào hắn cũng muốn lấy về cho vương phi nhà mình. Vịnh Sương Bá phu nhân đêm nay bám lại trong cung, ngày mai sợ sẽ nháo tiếp. Nếu thái hậu thật sự can thiệp thì việc phong hầu không chừng sẽ lại bị hoãn. Dù sao vì thân phận thái hậu mà hoàng thượng cũng có khi không thật sự muốn trao Thành Vương phi tước vị này. Cảnh Sâm buông chén, trầm ngâm một lát rồi mới nói, ta có cách này. Hai huynh đệ chụm đầu mà nhỏ giọng thương lượng nửa ngày. Cảnh Thiều ăn được một bát cơm liền muốn chạy ra ngoài, bị Cảnh Sâm giữ lại. Gấp cái gì, theo ta đi thăm chất tử của đệ một chút. Cảnh Thiều mơ hồ hiểu được ca ca giáo huấn một lát, nói cái chuyện này mà sốt ruột là giúp kẻ địch. Hắn cần bày ra thư thái, đảm bảo làm tốt cái việc này. Hiểu được ý của ca ca, Cảnh Thiều chỉ phải thành thật mà đi theo ca ca. Trong phòng nhỏ ấm áp, đặt hai cái nôi, Cảnh Thiều qua nhìn là hai đứa trẻ thì không khỏi nghi hoặc nhìn về phía ca ca. Cảnh Sâm giải thích, hài tử lớn hơn một chút là do vương cơ sinh, lớn hơn đích thứ tử này nửa tháng. Vậy là ca ca có bốn đứa con. Cảnh Thiều kinh ngạc không thôi, cẩn thận mà nhìn. Con trai trưởng còn nho nhỏ đo đỏ, làn da nhăn lại một chỗ, nhìn rất là xấu. Hơn nữa hơi thở mỏng manh, tựa không phải quá khỏe mạnh. Mà con của vương cơ kia lại lớn hơn, da vẻ hồng hào, ngũ quan tinh xảo, trắng trắng mềm mềm rất là dễ nhìn. Nhìn hai đứa con nít lại nói chuyện một lát với ca ca, Cảnh Thiều lúc này mới cởi tiểu hát đi phủ Bắc Uy Hầu. Về sau sẽ không làm cái chuyện hồ đồ nữa, ngươi về nói với vương gia, ngựa ở Tây Bắc đã chuẩn bị tốt, sẽ từ từ vận chuyển về kinh thành. Bắc Uy Hầu thở dài, Cảnh Thiều lúc trước để ông buôn ngựa, nhưng là cái loại sinh ý này với vận chuyển muối là cùng một loại. Chỉ cần sơ suất một chút là chịu tội chém đầu, ông vẫn luôn kinh doanh cẩn thận, hơn nửa năm qua cũng có chút hiệu quả. Mọi hàm chương cúi mắt, Cảnh Thiều quả thật có đề cập tới cái việc muốn Bắc Uy Hầu bí mật chuẩn bị ngựa cho hắn. Phụ thân vẫn luôn từ chối, mà hiện giờ như vậy chính là chuẩn bị lên cùng thuyền với huynh đệ Cảnh Thiều rồi. Y rót cho phụ thân một chén trà, còn có một cái chuyện con muốn cùng phụ thân thương lượng. Con nói đi. Bắc Uy Hầu cầm cái chén trà thấy ấm lòng, Mộ Linh Bảo tới bây giờ vẫn chưa thể rót được cho phụ thân này nửa chén trà nữa là. Thân thể đại ca. Mộ Hàm Chương dừng lại một chút, làm như không để ý tới động tác nắm chặt chén trà của phụ thân. Phụ thân định thế nào? Mộ Tấn nhíu mày, y nói như vậy hiển nhiên là đã biết chuyện rồi, không khỏi thở dài. Hắn tự làm bậy thì ta có thể làm gì được chứ? Việc này phụ hoàng sẽ nhanh chóng biết thôi. Mộ Hàm Chương không để Bắc Uy Hầu giả ngơ, y làm rõ. Phụ thân tính làm sao để bảo trụ được tước vị Bắc Uy Hầu? Hoàng thất tuyệt đối sẽ không chấp nhận một phế nhân. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ không chỉ là phế thế tử mà còn phế luôn cả tước vị. Mộ Tấn hít một hơi thật dài. Con thấy sao? Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Hàm Chương. Chuyện này đã bị tứ hoàng tử đem ra uy hiếp, hiện giờ Thành Vương cũng muốn sao? Mộ Hàm Chương buông chén trà, lặng lặng nhìn phụ thân. Hai đứa con của Tam Thúc cũng bị cống phế rồi, mà mẫu thân lại để cái chuyện này cho mọi người biết. Tất nhiên không thể để Tam Thúc kế thừa tước vị. Tam đệ của Mộ Tấn là huynh đệ cận huyết duy nhất của ông, những người khác đều không đủ tư cách thừa kế. Bắc Uy Hầu phu nhân cho loan truyền khắp nơi cái chuyện thương thế của hai huynh đệ Hoa Phong chính là phòng ngừa cái chuyện này. Bắc Uy Hầu nắm chặt cái nắm tay, nữ nhân kia thật sự là chỉ sợ thiên hạ không có đủ loạn. Vậy con thấy nhà chúng ta
nên làm gì bây giờ? Thần sắc hơi hòa hoãn lại, thứ tự nói chuyện này là muốn đề xuất chủ ý trong rồi, đề phòng trong lòng buông xuống hơn phân nửa. Lập Thế Tôn, Mộ Hàm Chương nói như đinh đóng cột. Trưởng tử của Mộ Linh Bảo đã sắp 3 tuổi, qua 2 năm nữa là đủ mụ 6 tuổi là có thể thỉnh chỉ. Mộ Tấn nhíu mày, ta tất nhiên là có nghĩ qua, nhưng mà Linh Bảo còn đây, việc này phải làm thế nào? Thế tử còn sống khỏe mạnh mà muốn lập thế tôn, người khác nhất định sẽ nói ra nói vào. Đến lúc đó, Mộ Linh Bảo đã tàn phế thật sự phải lộ diện, kết quả cũng chỉ có một. Điểm này phụ thân không cần lo lắng, nhi tử chắc chắn giúp được người. Giọng nói của Mộ Hàm Chương ôn hòa lại mê hoặc, ngữ khí rõ ràng, tuyệt đối tự tin, thật dễ dàng làm cho người tin phục. Thành Vương có điều kiện gì? Mộ Tấn gật đầu, hiện giờ ông thập phần tin tưởng đứa con thứ này, dù sao y cũng sắp được phong hầu, sẽ không tham luyến tước vị trong nhà. Mẹ con đang mang thai, Mộ Hàm Chương nhẹ giọng mà nói. Cái gì? Mộ Tấn đứng lên, chuyện khi nào? Nhi tử không cầu gì cả, chỉ cầu phụ thân có thể bảo hộ mẫu tử người bình an. Mộ Hàm Chương đứng theo, nhìn thẳng Bắc Uy Hầu. Vương gia cũng có ý tứ này. Bắc Uy Hầu bình tĩnh mà nhìn, trố mắt một lúc lâu. Con chẳng lẽ không muốn đệ đệ của mình thừa tước? Mộ Hàm Chương lắc lắc đầu, lộ ra cái giọng cười mỉa mai. Là nam hay nữ còn chưa có xác định, con chỉ muốn nó có thể bình an mà lớn lên, không gì hơn. Nghe được những lời này, Mộ Tấn nhớ lại những cái thiếp thất sinh non kia cùng Mộ Hàm Chương suýt nữa đã chết non, nhất thời không nhìn được mà suy sụp ngồi xuống. Là phụ thân vô năng, độc phụ này. Có một số việc năm đó không nhìn ra, bây giờ ngẫm lại năm đó nếu không phải Bắc Uy Hầu phu nhân xuống tay, thì sao mấy năm nay đều trùng hợp như thế? Thứ tự thứ nữ của y đều rất khó sinh bình an, lúc sinh hạ Mộ Hàm Chương cũng thiếu chút nữa là không có sống được. Không bao lâu sau, Cảnh Thiều đã cưỡi ngựa tới đón Vương Phi nhà mình hồi phủ. Con yên tâm, cho dù không vì hầu phủ ta, cũng chắc chắn làm tốt cái chuyện này. Mộ Tấn tự mình tiễn nhi tử đi, cam đoan với y. Mộ Hàm Chương gật gật đầu, nắm tay Cảnh Thiều mượn lực mà nhảy lên ngựa. Hôm nay có cái chuyện này, Cảnh Thiều ôm Vương Phi nhà mình vào trong lòng ngực xong, cười nói với Mộ Tấn. Vịnh Sương Bá phu nhân chạy đến Vịnh Ninh Cung khóc lóc kể lể, nháo không muốn phong tước cho quân thanh. Mộ Tấn lập tức khẩn trương, có chuyện này sao? Cũng không hẳn, nó là công lao của Vương Phi ta, không so được với tổ tiên của Vịnh Sương Bá. Cảnh Thiều cười nhạo mà nói, tổ tiên quân thanh có thể sánh với công lao Vịnh Sương Bá rồi, luận sức thân cũng không thua ông ta, nhạc phụ đại nhân, nghe nói coi có phải không? Sắc mặt của Bắc Uy Hầu cũng rất là khó coi, cười khang mà nói, đó là đương nhiên. Nếu việc này mà nháo lớn thì hoàng thượng nó không chừng, không có phong tước vị mà trực tiếp đem tước vị Bắc Uy Hầu cho Mộ Hàm Chương thì nguy. Mộ Hàm Chương không có con nói dòng, tước vị Bắc Uy Hầu sẽ không có người thừa kế, cả gia tộc này như vậy là xong rồi. Nói một chút với Bắc Uy Hầu xong, Cảnh Thiều cáo từ, mang theo Vương Phi nhà mình nghênh ngang rời đi. Bắc Uy Hầu mang theo một cái bụng tức giận, đi thẳng tới viện của Bắc Uy Hầu phu nhân. Không được, Bắc Uy Hầu phu nhân thét chói tai, thân thể Linh Bảo bị phế. Ta còn có trưởng tôn, không thể đến lượt cái thứ tự đã xuất giá như y thừa tước. Mấy ngày nay nàng luôn lo lắng rất nhiều. Người cũng đã lớn tuổi mà lớn tiếng kêu la như thế thì thật có chút đáng sợ. Chỉ là hoàng thượng có thể thuận lợi phong tước cho nó thì vị trí Bắc Uy Hầu này sẽ không mất đi. Bắc Uy Hầu đè lại cái lửa giận mà nói, còn muốn phong tước cho y? Bắc Uy Hầu phu nhân nghe vậy thì cao giọng mà nói, y là do tiện thiếp sinh ra, gả cho thân vương đã là cất nhắc lắm rồi, còn muốn phong hầu. Nàng cẩn thận nửa đời mới đưa được con trai của mình lên thế tử vị. Mộ Hàm Chương y vì cái gì mà chẳng tốt công sức, đã có thể cùng tước vị như con của nàng, thậm chí còn có thể đoạt vị chứ. Bắc Uy Hầu phu nhân đi qua đi lại vài vòng, đột nhiên nói với Bắc Uy Hầu, hầu gia không thể để việc này xảy ra được, hoàng thượng thế này là muốn tước vị chúng ta, chỉ cần Thành Vương hô Hàm Chương thì y không còn là người của hoàng thất nữa, đến lúc đó. Bắc Uy Hầu không thể nhịn được nữa, vung ra một cái bạt tay khiến nàng ngã trên đất. Ta nói nửa ngày mà một chữ nàng cũng không nghe vào được là sao? Độc phụ này sao lòng dạ lại đen tối như vậy? Hầu gia, ta đây đều là vì bảo trụ hầu phủ. Bắc Uy Hầu phu nhân nhảy dựng lên, giọng the thé mà nói, ngươi câm miệng cho ta. Bắc Uy Hầu hét lớn, nàng dựa vào cái gì mà bảo trụ hầu phủ? Chỉ bằng nhi tử tàn phế của nàng ư? Hay là cái đám tôn tử nàng loan tin tàn phế kia?
Bắc Uy Hầu phu nhân ngây ngốc mà nghe trượng phu của mình răng dạy, rốt cuộc ôm mặt mà khóc lớn. Nàng nghe tử tế cho ta, chúng ta cùng thành vương đã ngồi lên cùng một chiếc thuyền rồi, chỉ cần hàm chương có thể thuận lợi phong hầu thì thành vương có thể bảo hộ chúng ta lập thế tôn, hoàng thượng cũng sẽ không có nói gì nữa. Bắc Uy Hầu nhìn chằm chằm Bắc Uy Hầu phu nhân mà nói. Bắc Uy Hầu phu nhân nghe xong hai chữ thế tôn thì lập tức nín khóc. Chỉ có một việc, nàng giải quyết cái chuyện Vĩnh Sương bá phu nhân kia đi, Mộ Tấn trầm giọng mà nói. Bắc Uy Hầu nói chuyện rõ ràng xong thì liền phất tay rời đi, hướng qua cái viện của Trắc phu nhân Khâu Thị. Hôm nay nói Khâu Thị có thai, ông còn chưa có qua thăm. Đây chính là đã lớn tuổi mà còn có con, nếu bình an sinh hạ thì có thể ở trước mặt cái đám Định Nam Hầu kia khoe khoang một phen rồi. Vốn tâm tình Mộ Tấn đang nặng nề, nghĩ tới đây thì bỗng tốt hơn nhiều. Bắc Uy Hầu phu nhân ngồi trong phòng một đêm, suy nghĩ rõ ràng cái sự tình từ đầu đến cuối. Đầu tiên, Mộ Hàm Chương ở cái chỗ thành vương rất được sủng ái, lại còn lập quân công, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc đã đáp ứng phong hầu cho y. Tiếp theo, Mộ Hàm Chương nếu đạt hầu vị thì Mộ Linh Bảo có chết cũng không có tới phiên y thừa kế. Nhưng mà Vĩnh Sương bá phu nhân lại làm ầm ĩ một phe như thế, ngộ nhỡ hoàng thượng không có phong tước mà lại để tin thái tử Bắc Uy Hầu biến thành phế nhân truyền ra ngoài thì sẽ đem tước vị trực tiếp ban cho Mộ Hàm Chương, thì tới lúc đó nàng sẽ không còn gì nữa. Cho nên việc cấp bách là để y nhận được hầu vị, như vậy sẽ không đoạt cái vị trí của tôn tử nàng nữa. Thật sự là tiện nghi cho tiểu tiện nhân kia. Quyết định xong, Bắc Uy Hầu phu nhân mới nằm xuống nghỉ ngơi 2 canh giờ. Sáng sớm hôm sau đã sửa soạn chỉnh tề, rửa mặt chải đầu, tiến cung. Ngày hôm nay Lâm Triều cảm thấy thật dài, vì hoàng thượng muốn triệu đại hoàng tử trở về, miễn cho hắn ở Nam Mang mất mặt. Phái những quan viên đi theo Cảnh Du tất nhiên là sẽ đồng ý. Hiện giờ thành vương đã trở lại mà đại hoàng tử còn ở tiền tang, xuất không ra nửa phần lực, còn không chiếm được một nửa binh quyền. Nếu nhanh chóng trở về thì có thể giúp đỡ tứ hoàng tử một tay. Địa hình điền tàng phức tạp, đại hoàng tử trước kia không mang nhiều binh lính, cho nên mới mất chút thời gian là bình thường. Bộ binh thượng thư bước ra khỏi hàng mà nói, ý là đại hoàng tử nửa năm qua không đánh giặc thì làm sao mà thắng. Nào có thể so sánh với thành vương 4 tháng đã triệt được 2 phiên vương, phỏng chừng trăm năm mới gặp được một người như vậy. Lời này nghe nói thì như là giúp đại hoàng tử giải vây, nhưng kỳ thật là khen Cảnh Thiều. Đúng vậy thưa hoàng thượng, bình loạn này nên cho đại hoàng tử chút thời gian, nói không chừng sẽ có hiệu quả. Một quan viên khác phụ họa. Cảnh Thiều biết đây đều là người của ca ca, mục đích của bọn họ là ngăn đại hoàng tử trở về. Hai người Cảnh Dinh Cảnh Du này mà ở một chỗ thì đối phó thật phiền phức, ai lại làm không được thì buông xuôi chứ, chuyện này không thể được. Đại hoàng tử mà về thì cái việc đi khổ xa đến Nam Man kia nhất định sẽ rơi xuống đầu của hắn. Cảnh Thiều, ngươi thấy thế nào? Hoành Chính Đế nhìn về phía Cảnh Thiều, cúi đầu không có nói. Về phương diện chiến tranh lúc này đã trở thành cái thói quen, muốn hỏi ý kiến của Cảnh Thiều mất rồi. Đánh trận không phải là chuyện một sớm một chiều, Nam Man giả dối, địa hình điền tàng lại hiểm yếu, chi bằng kéo dài một chút để thăm dò. Cảnh Thiều khom người mà nói, nhi thần cho rằng đại hoàng huynh đã làm hết sức, nhưng hiện giờ thời gian không nhiều, không nhìn ra hiệu quả, chi bằng cho hoàng huynh chút thời gian nữa. Mặt của Hoành Chính Đế thâm trầm mà nhìn hắn. Nếu cho ngươi đi thì mất bao lâu để diệt được Nam Man? Trong lòng Cảnh Thiều đề phòng, cẩn thận mà tìm từ nói. Nhi thần lần này triệt phiên là nhờ vận khí. Đại hoàng huynh có Chinh Đông tướng quân đi theo bên người, ngay cả để nhi thần đi thì cũng không biết là có làm tốt hơn được bao nhiêu hay không. Hoàng đế nghe vậy hơi vuốt vuốt cằm như tin lời của Cảnh Thiều. Dù sao Cảnh Thiều cũng thừa nhận Đông Nam căn bản không có do hắn diệt. Đông Nam vương chết là do một tiểu thiếp hại chết. Tuy rằng biết đây là hắn lười không muốn đi đánh giặc, cũng may là hắn vẫn giữ thể diện cho huynh trưởng mà không có ý chê bai. Điểm này Hoành Chính Đế rất là vừa lòng. Vậy nên cái việc để đại hoàng tử quay về lại bị kéo dài. Sắc mặt tứ hoàng tử không mấy dễ nhìn. Cảnh Sâm vẫn như cũ mang cái bộ dáng lạnh lùng thâm trầm mà nhìn Cảnh Thiều một cái. Rồi mượn việc lễ bộ phải nghỉ phong hào mà đi ngự thư phòng. Cảnh Thiều hạ triều đến Thiên Môn thì vừa vặn gặp thống lĩnh thị vệ Tiêu Tiềm. Vương gia, có tin tức. Tiêu Tiềm lôi kéo Cảnh Thiều tới góc nhỏ của cửa thành. Cảnh Thiều cho hắn một cái con rùa vàng nhỏ. Nói xem. Bắc Uy Hầu phu nhân sáng nay đã tiến cung.
Tiêu Tiềm nhét cái kim quy vào trong người, thấp giọng nói: "Vị phu nhân kia cũng thật là lợi hại, ta hỏi thăm tiểu thái giám trong Vĩnh Ninh Cung, Vĩnh Sương Bá phu nhân thiếu chút nữa thì tức chết luôn." Nguyên lai là Vĩnh Sương Bá phu nhân dùng qua điểm tâm thì liền ở Vĩnh Ninh Cung khóc lóc kể lể, lật đi lật lại nói hoài cái chuyện nhiều thế hệ của Vĩnh Sương Bá trung lương, hiện giờ lại rơi vào cảnh bị người khi dễ. Đi theo thái tổ vào sinh ra tử bao nhiêu năm mà một tiểu tử mới cập quan đã được phong hầu, nhà công hầu chịu sao thấu. Bắc Uy hầu phu nhân đi theo không nói hai lời cũng khóc lóc theo, so với Vĩnh Sương Bá còn đau lòng hơn. Nói là nhi tử mà quốc công vào Tam Cửu Thiên đẩy thế tử Bắc Uy hầu xuống nước, bây giờ còn bệnh, hai đứa cháu một đứa không xuống nổi giường, một đứa hai chân tàn phế. Nhiều thế hệ nhà Bắc Uy hầu là trung lương, tước vị so với nhà người ta thấp hơn một chút, liền bị người khi dễ. Năm đó theo thái tổ chinh chiến vào sinh ra tử, bây giờ lại bị hạ cho đoạn tử tuyệt tôn. Vĩnh Sương Bá nàng bị nói cảm thấy lời này sao mà quá quen tai. Nhưng mà mộ quốc công với nhà nàng hiện giờ đã là người một nhà, tất nhiên phải nói giúp vài câu. Liền hỏi vì sao cho là nhà mộ quốc công làm. Bắc Uy hầu phu nhân không có để ý tới bà, chỉ lo khóc lóc mà kể lễ tiếp. Nói là hoàng hậu nương nương đáp ứng cho nữ nhi nhà nàng một cuộc hôn nhân tốt. Bây giờ đã sắp trở thành gái lỡ thì mà cái việc hôn nhân cũng không hề nhắc tới. Còn nói tôn tử Vĩnh Sương Bá lần trước quậy hư cái vườn thảo dược của nàng. Đây là khu vườn nàng mất 3 năm mới trồng để mẹ chồng chữa bệnh. Bây giờ thuốc thì hỏng, thân thể mẹ chồng càng ngày càng yếu, nhà Vĩnh Sương Bá lại chưa từng giải thích một lời. Vĩnh Sương Bá phu nhân nghe xong thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Cháu của bà ấy lần trước bứt có mấy cái cây kim ngân ở phủ Bắc Uy hầu, chẳng lẽ phủ Bắc Uy hầu còn thiếu mấy cái văn tiền mua thuốc hạ sốt này hay sao? Tiêu Tiềm cũng nói đến thật là vui vẻ. Vĩnh Ninh Cung hôm nay rất là náo nhiệt, vài vị nương nương đi thỉnh an cũng thấy, đành nhịn cười vội vàng cáo lui. Thái hậu có nói gì không? Cảnh Thiều thầm nghĩ Bắc Uy hầu phu nhân này cũng thật là lợi hại, chỉ mũi dùi về phía hai cái nhà kia hết. Công tử nhà mẫu quốc công cùng mộ linh bảo quả thật từng xích mích. Mới mùa hè hắn ở Hồi Vị Lâu còn thấy hai người đánh nhau, nhưng mà chuyện rơi xuống nước lần này với cái nhà mẫu quốc công nửa điểm cũng không có quan hệ. Thái hậu bị làm cho phiền, dưới cơn nóng giận đã đuổi hai vị phu nhân ra khỏi cung, còn nói là mặc kệ. Tiêu Tiềm cười mà nói, một màn ầm ĩ như vậy nhất định là hai vị phu nhân này sẽ nổi tiếng kinh thành luôn. Cảnh Thiều cười cảm tạ Tiêu Tiềm đã hỗ trợ, cưỡi tiểu hắc chạy về nhà nhanh chóng nói cái chuyện này với vương phi của nhà mình. Vương gia, Tôn Thượng Thư ngồi kiệu thấy Cảnh Thiều cởi ngựa ngang qua liền gọi lại. Sao vậy? Cảnh Thiều nhíu mày, hắn đang sốt ruột về nhà ăn điểm tâm với vương phi nhà mình. Quân Thanh nói hôm nay sẽ tự tay làm đồ ăn cho hắn. Hôm nay bộ binh có vài việc cần phải nhờ vương gia định đoạt, mời ngài nhất định phải đi một chuyến. Tôn Thượng Thư bất đắc dĩ mà nói, vị tổ tông này trước kia 3 ngày đã có 2 ngày lười đi thì thôi, bây giờ đánh trận về còn chưa có ghé qua bộ binh lấy một lần. Đã biết, Cảnh Thiều khoát tay, hôm nay ca ca đã dặn dò hắn, gần đây muốn tìm cớ hạ bệ cái lão thất phu Tống An kia xuống, phỏng chừng Tôn Thượng Thư là muốn cùng hắn thương lượng cái chuyện này đây. Quân Thanh, ta về rồi. Cảnh Thiều vừa vào Đông Uyển đã hưng phấn mà ồn ào. Mộ Hàm Chương nhanh chóng thả đồ trên tay xuống, xoay người ra ngoài đón. Điểm tâm đâu? Cảnh Thiều kích động ôm vương phi nhà mình vào trong lòng. Trên người y còn vuông cái mùi cây cỏ gì đó, nghe thập phần ngon miệng. Nhịn không có được mà vùi vào cái gừng cổ trắng nõn của y mà hít hà. Mộ Hàm Chương bị chọc cho ngứa, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, chỉ chén đĩa trên bàn. Thức ăn tinh xảo đều được đựng trong chén đĩa trắng muốt đặt ở trên bàn gỗ. Bên trên đặt đầy đồ ăn vàng óng ánh. Bên cạnh còn có một cái chén sứ men xanh nhỏ, bên trong là tương tráng dạ tỏi. Cảnh Thiều chưa kịp ngồi xuống đã cầm đũa gắp một cái miếng tương tráng ăn thử. Hương vị giòn giòn, thật ngon khiến cho người càng ăn càng muốn. Vì thế lại ăn một miếng, hàm hồ nói: Quân Thanh, ngươi thật lợi hại, chưa từng làm cơm mà có thể làm ra được cái món ngon như thế này. Mộ Hàm Chương bất đắc dĩ mà kéo hắn ngồi xuống, đưa qua một bát cháo. Buổi sáng Cảnh Thiều không có chịu rời giường, không muốn cùng hắn thân thiết nên cuối cùng là hết cách. Y đành nói là muốn nấu điểm tâm cho hắn mới dỗ được cái người này xuất môn. Cũng không tính là ta làm, nữ đầu bếp làm hết, ta chỉ có việc nặng bánh thành hình thôi. Mộ Hàm Chương đặt tay trái lên đùi, chỉ dùng cái tay phải mang cơm.
Vậy là rõ rồi mà. Cảnh Thiều gấp một cái viên đốt cho người bên cạnh. Mò Hàm Chương không có tránh được nên đành há mồm mà cắn một nửa. Còn chưa kịp ăn nửa còn lại thì đôi đũa đã chuyển hướng miệng của Cảnh Thiều. Thấy hắn ăn tự nhiên như vậy, Mò Hàm Chương cũng không thể nói gì, đành nhếch môi lên chậm rãi uống cháo. Cảnh Thiều gắp cho Vương Phi nhà mình một chút đồ ăn, cảm thấy hơi là lạ. Ăn hết cái viên bánh cuối cùng mới nhớ tới tay trái của Quân Thanh vẫn luôn đặt ở phía dưới. Bởi y vẫn luôn tuân thủ lễ nghi, dù thiếu một cánh tay thì động tác vẫn ưu nhã lưu loát như cũ, nên lúc này mới bị Cảnh Thiều phát hiện. Không nói trước mà một tay đã động thủ. Mò Hàm Chương hít mạnh một hơi, không kịp né tránh. Trên ngón tay út nhẵn mịn kia nổ lên hai cái mụn nước trước mắt Cảnh Thiều. Quân Thanh, Cảnh Thiều nhăn mi đau lòng vô cùng, cảm giác sung sướng được ăn điểm tâm hôm nay đã tan thành mây khói. Không sao, qua hai ngày nữa là khỏi thôi mà. Mò Hàm Chương thở dài, quân tử xa nhà bếp. Y từ nhỏ đến lớn dường như chưa từng tới nhà bếp bao giờ, nhìn nữ đầu bếp làm cơm rất đơn giản, mà tới lượt mình làm thì luống cuống không xong. Sau này đừng có tới trù phòng nữa. Cảnh Thiều cho người đem một chút băng vải tới, cẩn thận băng bó lại cái chỗ bọt nước kia. Cảm xúc lạnh lẽo làm giảm bớt đau đớn, Mò Hàm Chương nhìn Cảnh Thiều cẩn thận thoa thuốc, lại nhẹ nhàng thổi thổi cái chỗ bị thương. Bộ dáng nghiêm túc này có lẽ chỉ xuất hiện khi nghiên cứu trận đồ. Y chậm rãi câu môi, cảm thấy lòng thật ấm áp, bị phỏng như vậy cũng đáng. Hai ngày này đừng có ra ngoài, để bị lạnh có thể lưu lại sẹo đó. Cảnh Thiều nắm bàn tay mềm mại mà đau lòng không thôi. Thánh chỉ đến. Đang nói chuyện thì ngoài cửa lại có tiếng thông báo. Hai người nhìn nhau. Mộ Hàm Chương cho Đa Phúc đi tiếp đãi thái giám truyền tin trước. Y kéo Cảnh Thiều đi thay quần áo rồi đến tiền viện nghe chỉ. Thành Vương Phi, Mộ Hàm Chương tiếp chỉ. Thái giám truyền tin chỉ nhìn thoáng qua phu phu Thành Vương quỳ trên đất, mở cái quyển trục thiêu rồng ngũ sắc ra. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết. Thành Vương chính phi Mộ Hàm Chương, học phú ngũ sa, thông minh hơn người, lập được kỳ công trên chiến trường, nên được trọng dụng. Nay lấy thân phận con nối dòng của hoàng thất, phong hầu nhất đẳng, hào văn uyên, ban thưởng theo võ tướng, nghi thức theo văn thần, 7 ngày sau tiến hành đại điển sắc phong, khâm thử. Thanh âm của thái giám tuyên chỉ lanh lảnh mà hữu lực, từng chữ rõ ràng, rất có khí thế. Thần Mộ Hàm Chương lĩnh chỉ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Mộ Hàm Chương dập đầu, hai tay tiếp chỉ. Thái giám tuyên chỉ lúc này mới hoảng sắc mặt ngưng trọng lại. Chúc mừng hầu gia. Cảnh Thiều nhảy dựng lên đầu tiên, kéo Vương Phi nhà mình đứng dậy. Mộ Hàm Chương cầm thấy cái thanh chỉ màu vàng sáng ở trên tay, mới ý thức được mình đã được phong hầu. Y quay đầu nhìn về phía Cảnh Thiều, đối phương đáp lại y bằng một cái nụ cười an tâm.